Chào bạn, nếu bạn đang quan tâm đến thiết kế cụ thể và muốn tham quan thực tế căn hộ sân vườn 59m², phân khu The Rainbow tại đại đô thị Vinhomes Grand Park, quận 9, thì Vân thân mời bạn theo dõi những thông tin cơ bản trong video và nội dung Vân sắp chia sẻ. Vinhomes Grand Park là một dự án phát triển bởi tập đoàn Vingroup, nằm tại vị trí đắc địa trên trục đường Nguyễn Xiển, Phước Thiện, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Với tổng diện tích hơn 271 ha, Vinhomes Grand Park là một khu đô thị phức hợp bao gồm các khu đô thị sinh thái, biệt thự, shop house thương mại, căn hộ cao tầng và các tiện ích đẳng cấp như công viên ánh sáng 36 ha, các hồ bơi nội khu, hệ thống trường học liên cấp VinSchool, bệnh viện Vinmec, khu vui chơi giải trí phố chợ đêm bên cạnh các tiểu công viên nội khu. Trung tâm thương mại Vincommand sẽ bắt đầu đón tiếp cư dân và khách vãng lai vào tháng 8 năm 2023. Các cửa hàng thương mại, nhà hàng, quán cà phê, hệ thống xe bus điện Vinbus. Căn hộ sân vườn là loại căn hộ có đặc thù về số lượng, chỉ có 24 căn sân vườn trên tổng hơn 10.000 căn hộ. Tại phân khu The Rainbow, nó được ví như một căn hộ penthouse được thiết kế hiện đại và tối ưu hóa không gian sử dụng. Căn hộ với diện tích 59m², DUEC thiết kế bao gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm, 1 phòng khách, 1 khu vực bếp, 1 ban công rộng rãi và đặc biệt có cả một mảng sân vườn rộng 30m², một không gian riêng biệt để gia chủ tổ chức những buổi tiệc nhỏ cùng gia đình bạn bè, quay quần nướng BBQ, nhâm nhi tách cà phê thơm lừng hay ngồi đọc những dòng sách lý tưởng cuối tuần, nơi sẽ mang lại cho gia chủ một không gian sống thoải mái và tiện nghi. Đặc biệt, bên trong căn hộ còn được chủ hộ trang bị nội thất cơ bản, bao gồm hệ tủ bếp, bếp điện tử, rèm phòng khách và các phòng ngủ, giường ngủ, tủ quần áo, sàn gỗ sân vườn, 3 máy lạnh. Bên cạnh đó, an ninh nội khu căn hộ còn được bảo vệ 24/7, hệ thống camera an ninh đảm bảo an toàn và yên tâm cho cư dân. Với những thông tin trên, chúng tôi hy vọng sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn căn hộ sân vườn tại phân khu The Rainbow Vinhomes Grand Park. Nếu bạn muốn tham quan thực tế căn hộ và tìm hiểu thêm thông tin thủ tục mua bán, bạn có thể liên hệ trực tiếp 0907 782 122 em Vân Vinhomes để được hỗ trợ tốt nhất. Chúc bạn có một chuyến tham quan thú vị. Hãy like và share video để xem những video thú vị hơn.